that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap it crew. I roll out in the morning light. With that Harley. Đây là tôi khởi nghiệp ở nước ngoài anh em ạ. 20.000 là 20.000 đô, không phải 20.000 đồng Việt Nam đâu. Nhìn cái phố này là không phải là phố Việt rồi. Đồ về, đồ về. Lấy hết đồ vào, không trộm nó khuân mẹ đi mất. À, cán bộ đi tuần đấy, nên chắc không lòi về trộm rồi. Cán bộ vừa đứng ở ngoài xong. Mở cửa. Các anh ơi, vào chơi net các anh ơi. Máy em rất là xịn luôn. Cái này bị làm sao đây? Từ từ, anh này có biểu hiện ngáo. Từ từ. Ông này hơi bị ngáo. Tỉnh cho anh. Cầm đi chị mày luôn. À, có khách, có khách. Chào chị. À, chị vào trên net hả chị ơi? Ui. Ấy ơi, chị cười tươi như này. Rồi ơi. Chị thấy máy em nào? Xịn đúng không? Em mới mua hàng nhập đấy, nhập Mỹ đấy. Xịn đúng không? Chị chơi gì đấy? Thôi chị cứ chơi nhá, em ra em trông cửa đây. À, chào anh. Anh vào chơi net à? Nhìn người này, dáng người này chắc là dân game FPS rồi, hoặc là dân game MOBA. Dáng đi rất là kiểu bố đời. Lại có khách, chào anh. Ông này không có tiền lẻ đâu. Đi đi. Tôi mới khai trương, ông chưa gì, ông đến ông ăn xin. Ơ kìa. Đi đi. Không muốn đánh người đâu, nhưng mà ông cứ đứng ông ám quẻ mình anh em ạ. Đậu xanh. Anh ơi, chơi net không anh? Net không? Mọi người chơi net không? Anh cán bộ ơi, chơi net không anh? Đi tuần cũng mệt thôi, ngồi vào quán net em giải trí đi. Giải trí một tí. Mẹ thằng này lom dom lại gần đây làm gì? Chó này. Biến. Biến ngay để khách tao còn vào. Ok. Đấy, địt mẹ, nước ngọt này. Giờ mẹ đeo có nước thì mới chết. Ơ, ra sớm thế. Ơ, em vừa mới gọi nước ngọt xong. Ra sớm thế. Mẹ thằng đầu bếp này, nước đâu? Muốn đuổi mẹ mày việc đi bây giờ. Có cái nồn thì con bà mày. Mất hai lượt khách rồi đấy. Lại cái ông này. Tao. Đi ra. Ra. Không có tên lẻ, đi ra. Đi ra, ơ kìa. Ông buồn cười nhỉ. Đi ra. Mất khách bây giờ. Mọi. FBI, open up. Đầu bếp ơi, hot dog em ơi. Đợi tí, đợi tí. Đồ ra ngay. Ơ kìa, ăn đi anh. Ơ kìa. Anh ăn đi. Ơ. Đi mày em ấy. Ôi đi mẹ, không trả tiền. Chó này quỵt. Nó quỵt. Đi mọ mày quỵt tiền này. Chó này. Đéo có tiền mà gọi đồ như thật. Đây để em mở cửa cho các ngài. Đó. Ok. Ông già quỵt tiền. Cán bộ quỳ tiền này. Mặc quần áo ngành mà dám quỳ tiền của nhân của dân này. Ồ. Cho anh một ly whisky. Ây, mẹ. Đấy. Nhân viên đâu rồi? Mất bị ấy nhỉ. Ui ui ui, sorry. Thôi bị động rồi. Chị ơi, chơi tiếp đi chị ơi. Ui đủ luôn này, đủ slot luôn. Được 2, 4. Ui rồi ôi. Được một team squad đấy, bắn PUBG đấy. Bên này chơi game offline, bên này chơi PUBG phiên bản Minecraft. Sao mình có cảm giác mình đầu tư cái ghế lùn vãi đái. Thế thì hôm nay ông ngồi kiểu gì?